Nghe hoạt động Trần Thị Can, đúng mặt bản án có chỉ đạo. Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Nam thông báo họ xét xử nhà hoạt động Trần Thị Nga trong 2 ngày 25 và 26 tháng 7 với tội danh tuyên truyền chống nhà nước. Một trong ba luật sư bào chữa nói nhiều khả năng bà Nga phải đối mặt với một bản án có sự chỉ đạo. Theo báo chí trong nước, nhà hoạt động nữ 40 tuổi bị nhà chức trách Hà Nội bắt hồi cuối tháng Giêng năm nay. Đúng lúc bà đang truy cập mạng Internet đưa một số video clip bài viết tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bà Nga được nhiều người biết đến qua các hoạt động như nhiều lần tham gia biểu tình chống Trung Quốc, tuần hành vì môi trường, phản đối hãng Formosa trong thảm họa môi trường ven biển Việt Trung, cũng như giúp đỡ dân quan khiếu kiện. Luật sư Hà Quý Sơn cho VOA biết ông cùng hai đồng nghiệp là Lê Văn Luân và Ngô Anh Tuấn sẽ bào chữa cho bà Nga. Ông nói khó dự đoán về việc tranh tụng tại tòa. Đối với tội tuyên truyền chống nhà nước, từ xưa đến nay, người ta vẫn theo một công thức chung, tức là người ta đưa ra các kết luận giám định, các thông tin, bài viết, từ đó người ta kết án. Trong phiên tòa này, chúng tôi tập trung vào chuyện yêu cầu triệu tập các giám định viên để chúng tôi tranh tụng tại tòa. Trong quyết định đưa ra xét xử, cũng có triệu tập các giám định viên, nhưng thực tế không biết các giám định viên sẽ có mặt hay không, nên phiên tòa như thế nào chúng tôi cũng chưa dự đoán được. Phiên xét xử bà Nga diễn ra chỉ chưa đầy một tháng sau khi một tòa án ở Khánh Hòa kết án một nhà hoạt động nữ khác Nguyễn Ngọc Như Quỳnh tới 10 năm tù giam cũng vì tội tuyên truyền chống nhà nước. Nhận định về những thách thức cho phía luật sư bào chữa trong những phiên tòa kiểu này, luật sư Sơn nói chắc là bản án này cũng có chỉ đạo giống như các bản án mang màu sắc chính trị. Cái khó khăn của chúng tôi là không được tranh tụng. Đại diện viện kiểm sát, người ta không tranh tụng với luật sư, hoặc là các ý kiến của luật sư đưa ra không được tòa tiếp thu để ra bản án. Và cái chính là các phiên tòa này tuy là công khai nhưng báo chí rất bị hạn chế và người dân không được tự do tham dự, nên nó giảm đi tiếng nói của luật sư tại phiên tòa. Báo chí Việt Nam tường thuật lại rằng tại phiên tòa xử bà Như Quỳnh, còn gọi là blogger mẹ nắm, đại diện viện kiểm sát Khánh Hòa và hội đồng xét xử có cùng nhận định rằng bà Như Quỳnh luôn giữ thái độ chống đối nhà nước, không thành khẩn khai báo, không ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình, do vậy cần xử lý nghiêm minh. Bản án 10 năm dành cho bà Quỳnh bị giới quan sát cho là nặng một cách bất thường. Sau đó, một số người viết trên mạng xã hội rằng những bị cáo như bà Quỳnh hay bà Nga khó có thể được tranh án. Vì vậy, bị cáo và luật sư nên cân nhắc thái độ và lời lẽ để được nhận bản án nhẹ nhất có thể. Về điều này, luật sư Hà Quý Sơn nói với VOA, việc bào chữa sẽ thực hiện trên hai nguyên tắc là dựa vào pháp luật hiện hành và dựa vào ý chí mong muốn của thân chủ. Vì luật sư không cho biết về những bàn bạc giữa ông và bà Nga trong giai đoạn chuẩn bị cho phiên tòa sắp tới. Trong bài viết đăng trên tạp chí Nikkei Asian Review hôm 12 tháng 7, ông Bill Hayton nhận định Trung Quốc đã âm thầm đổi chiến lược sau phán quyết hồi năm ngoái của Tòa trọng tài quốc tế về Biển Đông. Ông Hayton là nhà nghiên cứu của Chatham House, Viện Nghiên cứu Quốc tế Hoàng gia Anh, và cũng là tác giả của cuốn Biển Đông, cuộc đấu giành quyền lực ở châu Á. VOA xin giới thiệu các trích đoạn chính trong bài viết của ông dưới đây. Một năm trước, Trung Quốc vô cùng giận dữ trước thất bại lớn về mặt pháp lý khi tòa án quốc tế ở La Hay phán rằng hầu hết các tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh về các quyền hàng hải và tài nguyên ở Biển Đông đều không phù hợp với luật pháp quốc tế. Ngay sau phán quyết, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Lưu Chấn Dân đã hai lần tuyên bố phán quyết đó chỉ là tờ giấy lộn và sẽ không một ai thực hiện cả. Nhưng sau một năm, theo nhiều cách, Trung Quốc đang tuân thủ phán quyết này. Biển Đông
là nơi diễn ra các vụ tranh chấp rắc rối nhất trong khu vực với những tuyên bố chủ quyền đối chọi nhau của Trung Quốc, Việt Nam, Philippines, Đài Loan và các nước khác. Có bằng chứng cho thấy, bất chấp các tuyên bố to tát, chính quyền Trung Quốc đã thay đổi hành vi. Tháng 10 năm 2016, 3 tháng sau khi có phán quyết, Bắc Kinh cho phép các tàu thuyền Philippines và Việt Nam tiếp tục đánh cá ở bãi Scarborough, phía tây Philippines. Đáng chú ý hơn, Trung Quốc đã tránh khoan dầu khí ở những vị trí sai so với ranh giới vô hình quy định trong Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển, UNCLOS. Mặc dù phán quyết của tòa năm 2016 chỉ có tính ràng buộc đối với Trung Quốc và Philippines, hành vi của Trung Quốc đối với Việt Nam cũng đã thay đổi. Lần cuối, Trung Quốc đưa giàn khoan dầu vào một khu vực mà Việt Nam tuyên bố chủ quyền là năm 2014. Vụ này đã kết thúc với sự bẻ mặt về chính trị, bạo động chống Trung Quốc đã xảy ra và là một thất bại lớn đối với Bắc Kinh về ngoại giao khu vực. Kể từ đó, các giàn khoan Trung Quốc vẫn ở ngoài các vị trí gây tranh cãi. Các kết luận quan trọng nhất của phán quyết là: thứ nhất, đường lưỡi bò của Trung Quốc không thể đại diện cho một tuyên bố hợp pháp về làm chủ các tài nguyên biển. Thứ hai, phán quyết kết luận rằng không có thực thể nào trong quần đảo Trường Sa hay bãi Scarborough là đảo đầy đủ. Phán quyết này đồng nghĩa là Trung Quốc không có quyền tuyên bố làm chủ các tài nguyên hải sản, dầu khí bên ngoài vùng 12 hải lý quanh bất kỳ thực thể nào thuộc quần đảo Trường Sa hoặc bãi Scarborough. Có những dấu hiệu rõ ràng từ cả lời nói lẫn hành động của Trung Quốc cho thấy Bắc Kinh đã âm thầm thay đổi lập trường pháp lý tổng thể của họ đối với Biển Đông. Nhà nghiên cứu Úc Andrew Chubb lưu ý về một bài báo quan trọng ở Trung Quốc vào tháng 7 năm ngoái, nêu khái quát về quan điểm mới do các nhà lý luận pháp lý ở Đảng Cộng sản Trung Quốc viết. Quan điểm mới về tuyên bố của Trung Quốc gồm 3 phần: tuyên bố làm chủ tất cả các đảo đá và các bãi cạn bên trong đường lưỡi bò, tuyên bố giật quyền lịch sử đối với tất cả vùng biển bên trong những đường rẽ quanh các nhóm đảo gần sát nhau, nghĩa là những nhóm nhỏ các thực thể ở bên trong quần đảo Trường Sa, và tuyên bố làm chủ nhưng không độc quyền về đánh bắt cá ở những ngư trường truyền thống của ngư dân Trung Quốc. Lập trường mới của Trung Quốc dường như thể hiện một bước đi quan trọng tiến đến tuân thủ UNCLOS, và như vậy cũng tuân thủ phán quyết. Điều có ý nghĩa nhất là nó loại bỏ những cơ sở để Trung Quốc phản đối các nước khác đánh cá và khoan dầu khí ở những vùng rộng lớn của Biển Đông. Việt Nam đã tận dụng được điều này với việc cho phép hãng Fidesman Việt Nam tập trung khoan tìm dầu ở mép cực đông của vùng đặc quyền kinh tế của mình. Về tổng thể, bức tranh cho thấy là Trung Quốc đang cố gắng làm cho tầm nhìn của họ về trật tự hợp lý của khu vực với tư cách là chủ sở hữu hợp pháp của mọi đảo đá và bãi cạn bên trong đường lưỡi bò, phù hợp với các quy định quốc tế được đông đảo các nước thông hiểu. Không hề coi đó là tờ giấy bỏ đi, Trung Quốc nhìn nhận phán quyết của tòa rất nghiêm túc. Vẫn còn một khoảng cách giữa quan điểm của Bắc Kinh với việc tuân thủ toàn diện phán quyết của tòa quốc tế, nhưng rõ ràng là họ không trắng trợn và cố tình vi phạm phán quyết.